Chào tất cả mọi người đến với Triển lãm Hoa Lan năm 2021 với chủ đề hương sắc Lai Châu thứ tư. Và đây là phong cảnh chính của triển lãm đấy, có hai dạp chính của Lai Châu hết ạ. Sẽ đi dạp bên những loài hoa của mình, kiểu đùi gà, Sơn Thủy Tiên. Đây, lòng tú đá rất đẹp. Sơn Thủy Tiên đáng tiếc năm nay là nó chưa vào vụ lắm nên là mới gọi lác đác những giò đây. Còn rất nhiều giò to nhưng mà chưa nở. Đây, đùi gà đây. U lồi. Giờ u lồi đẹp như này chắc là dưới xuôi rất hiếm người trồng được. Tôi sẽ đi rất từ từ. Và phi điệp thần thụ. Đây, giò hải âu. Hải âu này ở trên Lai Châu có phân bố nhé. Đen rô xuân. Đây, con đò gian thum. Hoàng thảo Điện Biên Đông ấy. Hoàng thảo hương rừng là nó. Rất thơm. Tam bảo sắc. Thắt lê à. Chồn này, có giò chồn to. Hồ điệp ấn này. Đây. À, giò kiều môi tua này. Đen rô xuân này bạn này. Rất nhiều. Anh em nào mà yêu lan mà không đến được triển lãm Hoa Lan năm nay thì một điều đáng tiếc. Cực kỳ đáng tiếc. Chuỗi ngọc. Giò Vitonia. Lan này hơi khó sống vì nóng. Nhiều nụ nhưng mà chưa nở. Giò quế trắng to đẹp thế này. Đấy, để lướt qua cái khu vực trưng hoa mặt gà, đùi gà đột biến. Đây, trắng này. Đây, cho u lồi. U lồi mất màu nhé. Ngũ tinh thì thành có 3 màu thôi. Rất đa dạng vì anh em Lai Châu chúng tôi là chơi vẫn gọi là mang chất chơi rất là nhiều chứ không quá nặng về kinh doanh, rất nhiều và đa dạng các loài chủng loại. Đây, chợ kiếm xanh Huế. Đây, một đây gọi là một giò Sơn Thủy Tiên quá đẹp. To, thơm nức. Màu vàng cực kỳ rực rỡ. Giò kiều.
đây là một giò trúc đen, hoàng thảo trúc đen cũng rất là thơm. Cây này mà trồng không có nắng không bao giờ có hoa. Suối hoàng thảo Nghệ Tâm rất to, y thảo ba màu, thanh đạm xanh hay là thanh đạm bút chì. Đây là gian của khu vực của Lan Hải, còn có hoài kim, táo, Vân Nam, hoài lông, hoài vệ nữ. Đây là hải kim, một loại hải kim của Lai Châu, hay gọi là kim xanh hay là, nói chung là nó là một loại hải kim. Bông hải hồng, hải hồng nụ đôi nhé, hải hồng cúc vàng. Đây là hải hằng, rất đẹp, rất thơm. Đây là một bông ly ca, loại thanh đạm hồng tâm, nhưng thực ra nó không phải thuộc loại thanh đạm, nó là một loài riêng, một cái dòng riêng. Đây là gần như là bao quát một cái gian thứ nhất là gồm những tạm gọi là gian những loài lan khác. Chuyển lên khu vực sân khấu, khu vực sân khấu những giò kiều to bằng cả người luôn. Trang trí bằng sân khấu, trang trí bằng một rèm hạc vĩ. Ở giữa là một giò kèn nha. Xung quanh trang trí bằng các giò sen thủy tiên và đùi gà, rất đẹp. Nhìn không gian là biết của mấy ông chơi lan rồi, không lẫn với người khác được. Đến gian thứ hai là gian của lan hoàng thảo kèn, một loài lan cực kỳ quý, đẹp và đặc hữu của Lai Châu. Cả một màu tím ngự trị luôn. Em có để dành cái phần sau này để cho anh em thể chiêm ngưỡng. Anh em nhìn rõ không? Một màu tím. Chỉ có tím và tím, hoa sắc đặc trưng của kèn. Có lẽ đây cũng là cái nét đặc trưng của Lai Châu mà không ở một địa phương nào có được. Tím, tím và tím. Chỗ check in của tại lễ trưng bày. Đấy, đến tầm view chính
hướng thẳng lên sân khấu, thẳng lên sân khấu chính đây. Hai bên là hai hàng kèn màu tím ngắt vươn ra. Đây chính là không gian chính, khu chính của lễ hội. Vẫn còn nửa ngày nữa để cho tất cả mọi người có thể đến với lại triển lãm hoa lan năm 2021 Hương Sắc Lai Châu là thứ tư. Ngày hôm qua thì quá bận rộn với công tác khai mạc, quá mệt, khách khứa nữa nên em chưa quay ảnh, quay phim hay chụp ảnh được nhiều. Sáng nay là tranh thủ một vừa mở cửa nên ít người chưa, ít người đến, cũng còn đang còn khỏe, thôi quay một video vừa để cho mọi người được cùng xem, cũng vừa để lưu lại những khoảnh khắc này. Tất cả video cũng chỉ là cái ghi lại hình ảnh thôi, chứ còn chỉ quan sát bằng mắt thường, trực tiếp tại đây thì mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó. Thôi, xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi.